Chào các bạn, hôm nay mình đang đứng ở nhà thờ giáo xứ Đông Thành, giáo phận Thái Bình. Hôm nay là ngày lễ kính Thánh Uyên và Thánh Thoại của giáo xứ. Hôm nay có tổ chức lễ kính hai thánh. Hôm nay mình sẽ quay video để các bạn đón xem, nhất là các bạn xa quê hương vì điều kiện nọ vì điều kiện kia đi làm ăn xa quê hương giáo xứ Đông Thành. Mình sẽ quay video để gửi tới các bạn giáo xứ Đông Thành tham dự thánh lễ cũng như là xem khung cảnh diễn ra trong ngày lễ kính hai thánh của giáo xứ. Bây giờ mình sẽ đi quay khung cảnh của giáo xứ để gửi đến các bạn. Nếu bạn nào nhận được và sẽ đăng ký ủng hộ kênh Phạm Thơ Vlog để Phạm Thơ Vlog có động lực làm nhiều video tiếp theo, xin chân thành cảm ơn. Các bạn ơi, cờ đã kéo lên để kính hai thánh rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiến vào khu vực nhà thờ để xem là nhà thờ chuẩn bị lễ kính hai thánh như thế nào. Các bạn cùng mình đi nhá. Bây giờ ở quê là đang ngày mùa các bạn nhé. Sân nhà thờ là các bà nhà mình phơi thóc rất nhiều. Đấy, vàng vàng đây là thóc các bạn. Miền Nam mình gọi là lúa. Giáo xứ mình đây là rất là lắm nhãn các bạn. Năm nay thì ông trời ban cho trái nhãn rất là lắm. Mà giáo xứ mình thì rất nhiều cây nhãn lớn. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong nhà thờ nhé. Có phải giáo xứ Đông Thành mình đây không các bạn? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy khu vực cuối nhà thờ thì các bạn sẽ biết là đúng là giáo xứ Đông Thành thật. Nó lại nghi ngờ lại mình quay nhầm về giáo xứ khác. Đó, các bạn nhìn các cái nhãn quả rất là sai, rất là nhiều nhãn và cây nào cũng sai quả. Đúng là hai cái tháp mà giáo xứ mình nhỉ các bạn nhỉ. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ tiến vào trong nhà thờ để tham quan nhé. Chào các ông ạ. Nay có phải là lễ kính hai thánh Tử Đạo không ạ? Vâng. Cũng thưa với các ông là có một số anh em đi làm ăn xa thuộc cái giáo xứ Đông Thành. Nên là các ông ấy gửi tin, các ông bảo là quay giáo xứ Đông Thành hôm nay trả lễ kính hai thánh để anh em xa quê để hợp một ý rồi thì xem là quê hương mình tiến triển như thế nào. Và vâng vâng, 5 giờ ạ. Vâng vâng vâng, vậy cảm ơn các ông ạ. Vâng vâng, xin cái kiểu nhà thờ này tí đã. Vâng vâng, nhà thờ này nhà thờ cổ các bạn nhé, nhà thờ cổ độc gỗ chạm trổ. Nhưng nhà thờ này bây giờ ở vùng này rất là hiếm, bởi vì toàn là nhà thờ đời mới, bê tông cốt sắt. Nhà thờ này toàn là gỗ,
Hôm nay cha cứ ngày dâng lễ ở ngoài đài, cho nên đúng 5 giờ thì bắt đầu cuộc rước sẽ diễn ra. Mình sẽ quay để các bạn đón xem. Trong nhà thờ thì hơi tối tí bởi vì đang ban ngày, ánh sáng các ngày không bật điện cho nên là ánh sáng tự nhiên thôi, nên là có thế nào các bạn rất thông cảm, bởi vì điện dạ vâng, các ngày bật điện ạ. Nhà thấy độc gỗ các bạn. Đó, ông quản điện đã bật ánh sáng lên. Ở đây có một cây đèn trầu rất là cổ. Mình đã đi rất là nhiều nhà thờ, nhưng mà có cây đèn cổ này là hơi, có cây đèn cổ này hơi bị hiếm đấy ạ. Mình đi quay các nhà thờ cũng nhiều, nhưng mà nhìn thấy cây đèn cổ này là có mỗi xứ Đông Thành mình đây, là quê chú ở đâu ạ? Dạ quê ở trên Bắc Trạch ạ. Vâng. Vâng. Trần này mới làm. À Trần mới làm ạ. Mới làm ở trong năm nay đấy ạ. Các bạn ơi, đây là ông quản đây cho biết là Trần Gian Cung Thánh này là mới làm lại. Cho nên là có thể các bạn mà chưa về trong dịp này thì các bạn sẽ nhìn Trần này nhá. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến ra ngoài và sẽ đi xung quanh khuôn viên nhà chung ra các đài. Chiều hôm nay 5 giờ là có thánh lễ. Trước thánh lễ là có rước hai thánh từ đạo. Ôi giời, chào ông trùm. À, xin giới thiệu các bạn, đây là ông trùm của giáo xứ Đông Thành. Hôm nay là tình cờ gặp ông trùm ở nhà thờ này. Chúc ông trùm mạnh khỏe. Dạ vâng, cảm ơn ông nhiều. Ông quay coi như là gửi đi xem là giáo xứ chỗ ban thì cũng tương đối là khang trang đẹp đẽ. Vâng. Còn ý của cha thì cũng còn đang muốn làm cái nền nhà thờ này nữa. À, đang muốn làm nền nhà thờ. Vâng. Thế thì cái là cái kinh phí này chưa nhìn thấy đâu. Ở nhà thì có công. Dạ, vâng, còn các ông bà rồi các bác anh em làm ăn xa này có của. Vâng. Tức là người ta bảo là một của một công bằng nhau. Vâng, nhất trí ạ. Vâng. Thế là tiếng nói của thứ nhất là cha xứ, sau nữa là hội đồng mục vụ. Dạ vâng. Kêu cái gì chứ kêu tiền anh em làm xa thì có đầy tiền. Dạ vâng. Chắc chắn là những anh em trong giáo xứ đi xe cũng rất là đông. Vâng. Là cũng rất là mộ mến giáo xứ. Yêu thương giáo xứ. Vâng. Có cái vấn đề gì giáo xứ cần thiết là các anh em cũng hoàn toàn ủng hộ luôn. Vâng. Vâng. Cảm ơn sự ông trùm cho biết thì qua màn ảnh nhỏ này thì gửi đến anh em làm ăn xa. Dạ vâng. Thì anh em có thể là chỉ bớt chút một ly cà phê hàng sáng. Dạ vâng. Gom lại nhiều lần như vậy thì lại một thành một hòn núi cao các bạn ạ. Vâng ạ. Ông chú vậy thì là hôm nay là mấy giờ là rước ạ? Dạ hôm nay thì vào lúc 5:30 thì tức là 17:30 vậy bắt đầu cuộc rước. Vâng. Rước kiệu hai thánh từ đạo quê hương. Vâng. Thì về đến phần lễ đài của trung tâm mục vụ giáo xứ là có các cha, nói chung có cha quê hương và hai cha khách mà cũng được sự mời của cha xứ về dâng thánh lễ trong buổi chiều hôm nay. Vâng. Vậy là thánh lễ hôm nay là sau cuộc rước là bắt đầu diễn vào thánh lễ thì bắt đầu bước vào thánh lễ vào lúc 6 giờ. Vâng. Vậy là lễ ở trong nhà thờ hay là ở ngoài lễ đài ạ? Ngoài lễ đài ạ. À vâng. Ngoài lễ đài, ngoài đó có hai thánh đang ăn nghỉ ngoài đó với nhà 17 chứng nhân của giáo xứ. Vâng. Dạ vâng. Vâng, vậy cảm ơn ông trùm nhé. Cảm ơn ông. Vâng, vâng.
Ông Trùng có dặn dò anh em gì xa quê hương tí không? Nói chung thì thực sự là cũng báo cáo với tất cả các anh em xa quê là giáo xứ chiều hôm nay là giáo xứ chúng ta cũng được có các cha quý hương cũng như là các cha khách về dâng thánh lễ cho giáo xứ và cầu nguyện cho giáo xứ và mừng hai thánh. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 là ngày kỷ niệm ngày hai thánh được về cùng Chúa trên nước thiên đàng. Xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho tất cả mọi người trong giáo xứ cũng như là anh em đi nằm xa được mọi sự này bằng an, làm ăn gặp nhiều may mắn để có thể là chúng ta cố gắng tích lũy một phần nào của mình về ủng hộ cho giáo xứ, về công trình giáo xứ. Thì thực ra thì chỗ ban cũng tương đối đầy đủ, nhưng mà nói về giáo xứ thì không bao giờ công việc mà hết được. Vâng. Là mong các bạn cố gắng nước lên thì bèo phải nổi. Dạ vâng. Hay là thuyền phải nổi. Vâng. Các bạn cố gắng coi như là cũng đi làm ăn. Tôi xin chú ban cho như lời có bầu của hai thánh ban cho các bạn làm ăn gặp nhiều may mắn để chúng ta cũng luôn luôn nhớ về quê hương. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Vậy là ông Trùm là phải hát bài ở nơi nào cũng nhớ về quê hương. Dạ, vâng. Ở nơi nào cũng có tình yêu thương nữa. Thì nói chung là nó không được hay, nhưng thôi thì cũng xin gửi lời nhắn với các bạn quê hương giáo xứ như vậy. Cảm ơn ông Trùm ạ. Vâng. Các bạn thông cảm nhé, ông Trùm cũng đang tất bật vất vả lắm, bởi vì giờ lễ cũng sắp giờ rước giờ lễ sắp diễn ra rồi, cho nên ông Trùm cũng gửi mấy câu ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa vậy nhỉ. Các bạn cùng mình bây giờ sẽ tiến ra lễ đài nhé. Công tác chuẩn bị đang các ông các bác đang chuẩn bị trên lễ đài. Bây giờ mình sẽ tiến ra lễ đài rồi đi xung quanh ao hồ. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây là đài Đức Mẹ các bạn nhé. Trước khi vào lễ đài chính thì hai bên có hai lễ đài phụ. Bây giờ các bạn cùng mình xem là có Đức Mẹ đứng trên lễ đài rồi, nhưng mà còn có bia lời cảm tạ như thế nào nhỉ? Các bạn ấy có hàng chữ lời cảm tạ, tạ ơn mẹ, tước hiệu La Vang, dẫn con từng bước nhẹ nhàng, thắng vượt muôn trùng, cơn ác mộng, băng qua vạn lý sóng kinh hoàng, xua đi bóng tối đời vây hãm, chiếu rọi bình minh đạo sáng choang, đã hết một thời tăm tối cũ, vút lên trường khúc thật vinh quang. Bài thơ này làm từ ngày 13 tháng 8 năm 2007. Của Sương Mai. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ tiến sang bên lễ đài phụ Thánh Cả Giuse. Và xem có lời thơ nào hay nói về Thánh Giuse không? Bởi bên đó cũng có một tấm bia. Thì không biết viết gì đây, các bạn cùng mình sẽ tiến tới nha.
trưởng nhà xứ Đông Thành dựng cung tượng đài Thánh Giuse. Các bạn có thể đọc bia đá nhé. Ngày công chính, quan ca thánh cả khúc huyền tỉnh, lúng liếng đu đưa nét nhạc sinh, đất thấp trời cao hình lộng bóng, công đầy phúc trọng cõi uy linh, tình thương phủ sóng trên hoàn vũ, ánh sáng soi đường khắp chúng sinh, túc trực đêm ngày hàng cứu giúp, hữu cầu tất ứng mãi trung trinh. Ngày 19 tháng 3 2007 cũng của Sương Mai. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ đi xuống và tiến lên đài chính. Mời các bạn cùng theo dõi. Quay vào chỗ những lúc anh em đang làm. À vâng. Quay thẳng đi. Với biết là những người ở nhà đang tất bật. Con chào cha. Vâng. Con xin cha cái video ạ. Vâng. Vâng. Bây giờ mình sẽ tiến lên đài Kitô Vua các bạn nhé. Và đài này rất là hoành tráng đẹp, xung quanh là dậu đồng hết các bạn ạ. Hôm nay là tính hai thánh chỉ đạo, hôm nay cha sẽ dâng lễ ở lễ đài. Hôm nay cha dâng lễ lễ đài có khoảng vâng. Đây là hai thánh, còn toàn bộ là chứng nhân. Bây giờ mình sẽ quay hai thánh mà hôm nay lễ kính của ngài, Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyên và Thánh Đa Minh Trần Văn Toại. Hai thánh này đang nằm ở trong lăng kính các bạn. Còn đây là toàn bộ hài cốt của các chứng nhân. Và đây là kinh khấn các thánh chỉ đạo Việt Nam. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ tiến ra ngoài quay khung cảnh bên ngoài của giáo xứ Đông Thành.
rất là đẹp các bạn. Khi mình đã quay cảnh hồ nước, ca sĩ đang sắp xếp công việc cùng với ban hội đồng phục vụ các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn tiến vào khu vực nhà chung nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển động xung quanh khu vực và sẽ tiến vào của nhà chung. Mời các bạn đón xem. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ tiến vào nhà chung. Trước cửa nhà chung là có một lễ đài Thánh Phêrô, con là đá, có hàng chữ. Rất là đẹp các bạn.
trung giáo xứ Đông Thành rất là to các bạn. Có hàng chữ Tây luôn. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ tiến đi sang một căn nhà bên. Có thể mình chưa biết là căn nhà bên này là như thế nào. Dạ con ở Vinh Sơn cha. Vâng. Con đang làm việc với đám ông Việt trước đây cha. Con thỉnh thoảng con đi thư giãn tí vậy cha. Thế à, có mấy người ở giáo xứ Đông Thành bảo là hôm nay lễ kính hai thánh. Lễ kính hai thánh Tử Đạo. Có rảnh rảnh rồi đi quay để cho anh em xa quê theo dõi tí. Thế là con này tranh thủ con đi xong là con lại xuống cả ấy nữa. Đây là cha xứ các bạn nhé. Cha về xứ Đông Thành được mấy năm rồi cha nhỉ? Gần 6 năm. Gần 6 năm đấy ạ. Đúng rồi. Đây đất rộng cha nhỉ? Vâng. Còn cái khu nhà dòng nữa phải cha nhỉ? Vâng. 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 Ở đây rất là nhiều nhãn to các bạn nhé. Đấy, đọc những cây nhãn to, rất là to. Giáo xứ đây đất rất là rộng từ xa xưa. Cây kiện rất là đẹp. Có những cây nhãn phải trên 100 năm này các bạn. Kỳ kỳ. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ tiến lên khu vực đầu thờ. Nếu các sơ cho phép thì mình cùng các bạn cùng mình sẽ ghé thăm khu vực nhà dòng. Bởi vì luật nhà dòng là không nhiều khi được không được tự tiện. Nên là các gì đồng ý thì mới được mà các gì không đồng ý thì các bạn thông cảm.
đây là khu vực đầu nhà thờ ấy. Nhà thờ này xây 1896 các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ đọc cái lịch sử giáo xứ Kẻ Mèn, Đông Thành, thuộc xã Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình, thành lập năm 1628. Đây là khu vực đèn dòng các bạn. Các bạn cùng mình đi tham quan khu vực nhà dòng. Vực nhà dòng rất là rộng. Giáo xứ à, chỗ nào cũng là những cây nhãn rất là lớn. Đã có từ xa xưa cái nhãn rất là nhiều năm tuổi. Bây giờ các bạn cùng mình dạo quanh khu vực nhà dòng. Thank you.
các bạn của mình lại đi tiếp. Đây là khu vực chắc là... Con chào dì ạ. Dì ơi, hôm nay lễ mà con thấy có mỗi mình dì nhà phải ắng thế. Cái gì nhà dì đi Hưng Yên hết rồi. À, đi đi Hưng Yên ạ. Vâng. 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 Dì, dì cũng trông trẻ đó à? Có, dì có trông nhưng mà mấy bữa này nghỉ rồi. Vâng. Dì, dì còn nhớ con không? Chưa nhớ được à? Thế bác ở đâu? Con á. Con mấy lần con phiền gì rồi thầy? Hả? Con mấy lần con phiền gì rồi thầy? Thế gì trước lên đánh đàn dạy hát ở trên Vinh Sơn nữa thầy. À? Con trên Vinh Sơn mà. Vậy mà quên đi mất. Vâng. Vậy dì Hương nhà này ở đâu đây dì? Dì Hương cũng ở đây nhưng mà dì Hương mới ra ngoài chỗ Thanh Châu á. Ra Thanh Châu á? Cộng đoàn chỉ đạo cho dì cộng đoàn ngoài đấy nữa. À. Vâng. Sao vừa rồi con nhìn hình như dì mặc áo khác rồi phải? Đúng rồi, dì mặc đen rồi. Vâng, đợt trước thì mặc áo như kiểu dì đang cắt ấy. Đúng rồi, áo đây này. Lại về là dòng Mến Thánh Giá rồi, phải không? Đúng rồi, chắc dì giờ về sang Mến Thánh Giá Thái Bình. Vâng. Vâng. Con cảm ơn dì nhá, con dạ, dạ, dạ. Con đi quay cái cảnh nhà chung với nhà các dì. Vâng. Cảm ơn rất nhiều nhé. Vâng. Năm nay được mùa nhãn gì ạ? Vâng. Những cái nhà bão sai. Nếu không bão thì nhãn năm nay thì ăn không hết, bán không có người mua. Đó các bạn nhìn những cái nhãn lớn như thế nào, quả nó sai như thế. Các bạn ấy cũng sắp đến giờ rước rồi. Những ông các bác ở trong bàn trống đã chuẩn bị tư thế trống để rước. Bây giờ các bạn cùng mình đi về bên cánh tay phải, từ đầu thở đi xuống nhé. Đây các bạn nhìn nha, cái nhãn rất là to, quả rất là nhiều, mình sẽ quay gần các bạn coi nhãn năm nay, cây nhãn của giáo sư Đông Thành năm nay đó, các bạn trồng sai đến mức độ nào. Bây giờ mình cùng các bạn đi tiếp ra đây, còn cây nhãn cây nào gần như là cây nào cũng quả sai như thế.
Đây các bạn nhìn cái nhãn à. Này cũng là sai quá. Mình sẽ quay gần. Quay gần cho các bạn xem nhãn nó sai. Rất là sai đều. Đó, và những cây tiếp theo cũng rất là sai. Đó, những cây tiếp theo này cũng rất là sai các bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn và chuẩn bị vào thánh lễ chiều hôm nay. Bạn nào nhận được video của mình, đăng ký kênh và ủng hộ Phạm Thâu Vlog để Phạm Thâu Vlog có nhiều cơ hội làm nhiều video tiếp theo để phục vụ các bạn. Xin chân thành cảm ơn.